chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Cà Thi Tuyền Cuộc Sống và Coaching. Hôm nay mình sẽ nấu món súp Bak Kut Teh. Súp Bak Kut Teh nghĩa là thịt, xương, trà, là một trong những món ăn phổ biến ở Malaysia. Nguyên liệu chuẩn bị nấu món súp này rất đơn giản. Mình có mua một gói gia vị thảo mộc Bak Kut Teh. Mình có chân gà, giò heo và sườn heo. Trước tiên thì mình đem đi trần sơ qua, loại bỏ các chất bẩn. Và gói gia vị thảo mộc mình cũng đã rửa sạch, sau đó mình sẽ đổ chung với nhau. Kế tiếp thì mình sẽ cho nước vào. Sau đó mình nấu bằng nồi áp suất. Nấu ở chế độ hầm trong vòng 1 tiếng. Và đây, sau 1 tiếng hầm thì nồi nước dùng của mình rất là thơm, ngon và thịt thì rất là mềm. Đây là món ăn được cải tiến nhằm tăng thêm năng lượng cho những bữa ăn đạm bạc, thiếu dinh dưỡng của những người phu bóc giác thời xưa và được cả người dân địa phương lẫn du khách. Các ngôi sao và quan chức quốc tế ưa chuộng. Các bạn có qua du lịch Malaysia thì đừng nên bỏ qua món này nhé. Nay hai người con mình sẽ trồng hoa. Hôm nay mình cho Leo trồng cây với mình vì mình thấy khi việc trồng cây cùng với con sẽ đem đến cho con năm lợi ích như sau. Thứ nhất là khơi gợi tình yêu thiên nhiên. Thứ hai là khiến trẻ cảm thấy có trách nhiệm. Thứ ba là trẻ sống có tình cảm hơn. Và thứ tư là trẻ cảm nhận được giá trị và ý nghĩa của mọi việc làm của mình. Thứ năm là trẻ được vận động lành mạnh. Hãy cùng con vun tưới những cây con thông qua việc trồng cây để giúp bé học các bài học làm người, mẹ nhé. Nhau trồng bông với mami hà. Giỏi. Chúc mẹ đẹp, chúc mẹ đẹp. It's okay. Bảo ơn, mami. Không biết ạ. Bao rồi,
ngon đi, đắt nhiều quá. Con lấy đắt này, ngon. Take out. Chào. Here, here, here. Take out. Chào. Hai mẹ con đang chọn gì? Mẹ con đang chọn gì hả? Hoa, con nói đi, chọn hoa. Con nói hoa đi Leo. Flower, flower. Nói tiếng Việt đi, hoa. Nói tiếng Việt cho mẹ nghe coi, hoa. Bóc vô luôn. Dạ như đó. Rồi, bóc nó. Bóc nó. Để lên đây, giống như mẹ vậy nè, đó. Đó. Ăn đi. Đắp. Nè. Rồi, để lên. Đó. Nó đi. Rồi, chút mẹ rồi. Rồi, chút mẹ lao, chút mẹ lao. Rồi, để vô. Để vô. Con làm con lấy tay con chạm nè, chạm vô đất đi. Nè, lấy tay con để vô đó. Lấy tay con bóp đó. Chút mẹ đi. Rồi, đi gỡ tay. Rồi, đi gỡ tay. Con chạm vô xong chưa? Nè, múc để vô cho mẹ. Nè, con chạm vô đất đi, it's okay nè. Dơ, yeah, okay, tay mẹ dơ, dơ nè. Nè, không sao hết trơn, it's okay. It's okay. Nè. Ê. Nè. Ê. Chú đi tắm đứng ngay, rồi, đi rửa tay, Wash hand, rồi, go wash hand. Rồi, để đây đi, rồi, go wash hand. Để lên. Rồi, cái gì? Stand up. Go wash hand.